Đấu La Đại Lục phần 2 tập 444, Phong Hào đấu La Hồn Đạo Sư cấp 9 phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Một gã thanh niên đang thong thả bước tới cổng lớn, thân thái có vẻ là khẩn trương, lại là nhiều nét háo hức. Hình như là ta tới sớm quá, thôi là chờ một lát vậy. Gã thanh niên lẩm bẩm tự nhủ. Nói xong hắn lại nhìn trời, vẻ khẩn cấp bất kỳ là ai đi ngang cũng là thế rõ. Đến khi thái dương mọc lên, hắn là không nhịn được, cướp gáp bước chân tới cổng đường môn gõ cửa. Hôm nay đường môn đã là phát triển ra theo hướng chế tạo ra và sử dụng hồn đạo khí, nhưng mà cổng vẫn là sử dụng loại cổng gỗ truyền thống, chính là cổ kính. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên như chớp, cứ như là sợ ai đó nghe thấy vậy. Lát sau cổng mở ra, một thanh niên áo trắng thò đầu ra bên ngoài rồi hỏi: "Ngươi tìm ai vậy?" Đường môn phân ra đệ tử chính thức và đệ tử ghi danh. Đệ tử chính thức không có đồng phục, nhưng mà ngược lại đệ tử ghi danh lại là phải mặc đồng phục trắng, nhìn rất là sạch sẽ và tươm tất. Gã thanh niên liền nói: "Ta tìm Hoắc Vô Hạo, hắn có ở đây hay không?" Tên đệ tử ghi danh gật đầu rồi nói: "Hoắc sư huynh là có ở đây." Gã thanh niên là phấn chấn rồi nói: "Phiền ngươi giúp ta thông báo cho hắn một tiếng, nói Mặc Hiên có việc tìm hắn." Để tăng thêm phần thưởng và khiến cho tên đệ tử ghi danh nể trọng hơn, hắn bồi thêm một câu: "Ta đến từ học viện Sử Lai Khắc." Quả nhiên về mặt của tên đệ tử ghi danh kia trở nên là dè dặt hơn rồi nói: "Ngài chờ một chút, ta lập tức là đi bẩm báo." Vũ Hạo tuổi còn trẻ nhưng mà đường môn là do bảy huynh đệ kia sáng lập ra. Đệ tử được thu vào trong tông môn đã là bỏ đi những tình huống đặc biệt, không cầu lại nhưng mà đều gọi bảy người kia là sư huynh sư tỷ. Đúng vậy, cả thanh liêng sáng sớm đã là gọi cửa chính là người từng cùng với Hoắc Vũ Hạo tiến vào tỉnh đấu đại sầm lâm, Mặc Hiên, một trong những đệ tử lội viện của Sử Lai Khắc bồi dưỡng. Từ hôm trở về, lúc mà Mặc Hiên là cũng là thấp thỏm, pháo đài di động khiến cho hắn bị ấn tượng quá lớn. Trên đường về, Vũ Hạo cũng là từng chỉ là hắn điều khiển một chút, hắn thử và cực kỳ là thích thú, lần đầu tiên có cảm giác mạnh mẽ chẳng cần người khác bảo vệ nữa. Thực tế thì, Vũ Hạo chẳng hề biết rằng được tầm quan trọng của Mặc Hiên ở trong học viện Sử Lai Khắc này. Thực lực của bản thân đừng nói là lộ viện, tìm lại một tên đệ tử cũng là cùng tuổi ở ngoại viện cũng là dễ dàng đánh bại hắn, nhưng hắn lại là có năng lực đặc biệt. Lúc ấy, Trương Nhạc Huyên và Thái Mịnh Nhi chỉ là giảm lực lượng năng lực của Mặc Hiên, nhưng mà không nói hắn có thể phóng thích ra bổ trợ ra đến cỡ nào, sau đó Vũ Hạo cũng là xem nhẹ. Chiến lực của Mặc Hiên thế này thì là làm sao trước kia có thể khảo thí vào gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Có thể nói, hắn cũng giống như là Vũ Hạo có mối quan hệ đặc biệt trở thành đệ tử ngoại viện, nhận khảo thí dễ nhất. Khi mà đó, hắn cũng chỉ là một hồn hoàn, chỉ là thi triển ra một hồn kỹ, thế nhưng lại là được đặc cách thiền chọn. Khi đó hắn chỉ là thi triển ra một khả năng tăng phúc bình thường, hồn hoàn thứ nhất mà nói, có thể lợi hại đến đâu, hiệu quả đương nhiên cũng là bình thường rồi. Nhưng một cái tăng phúc như thế lại là bao trùm đường kính là 1 km. Nói một cách khác, ở trong phạm vi là 1 km chỉ cần Mặc Hiến muốn, thì tất cả mọi người đều là được quang hoàn tăng phúc, đây là khái niệm gì đấy? Một người được quang hoàn tăng phúc, chiến lực là người tăng lên 10%, không ảnh hưởng đến chiến lực tổng thể. Nhưng mà nếu trong phạm vi là 1 km có đến vạn người đồng loạt đã được tăng phúc, thì là chiến lực toàn thân quân tăng lên 10%, vậy thì là khủng bố như thế nào đấy? Ngay khi hắn thi triển ra hồn kỹ thứ nhất rồi là giải thích tác dụng, lập tức các lão sư học viện Sử Lai Khắc nhận ngay vào học viện, xếp vào danh sách đệ tử siêu hạch tâm để bồi dưỡng đặc biệt. Bao năm nay, tu vi của Mạc Hiên cũng là luôn luôn được các lão sư giúp đỡ những cách đặc biệt để là vững vàng tăng lên. Mặc dù không sánh được với các đệ tử lộ viện cùng nữa, nhưng mà so với hồn sư bên ngoài thì là tốc độ tăng trưởng tốt hơn rất là nhiều. Quả đó là thiên phú của hắn cũng là được cải thiện. Một khi hắn bổ sung hồn hoàn, hồn kỹ quang hoàn lại là tăng phạm vi là thêm 1 km. Cái khái niệm này còn khủng bố hơn nhiều. Bây giờ Mạc Hiên có 6 hồn hoàn, hồn kỹ của hắn đã là có thể tác dụng trong phạm vi là 6 km rồi. Với pho hồn đặc biệt của hắn, học viện Sử Lai Khắc đã là lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt, đưa ra kết luận là một loại pho hồn biến dị đặc biệt, không thể phục chế. Khi hắn phóng ra quan hoàn sẽ là cộng hưởng với các nguyên tố thuộc tính trong không khí, đồng hóa, khiến cho tăng phúc chỉ là đem lại uy lực là nhỏ, nhưng mà diện tích bao phủ lại là cực kỳ rộng lớn, cái gian tác dụng còn đáng kinh hơn cả hồn kỹ lĩnh vực nữa. Nếu hắn là đại tướng trên chiến trường đi cùng các chiến sĩ, thì là quân lực do hắn thống lãnh sẽ là mạnh hơn ra sao? Quang hoàn của Mặc Hiên đối với hồn sư chỉ là tăng phúc tầm thường, so với thất bảo lưu ly tháp chỉ là bằng thế nào là so sánh đấy. Thế nhưng nhân số đông lên, ưu thế của hắn mới là được phát huy ra. Cái võ hồn của hắn cứ như là được sinh ra cho chiến tranh quy mô lớn vậy. Do đó, học viện Sử Lai Khắc coi trọng hắn không kém Vũ Hạo, thậm chí là đã có quyết định khi mà tu vi của hắn tăng lên bát hoàn hồn đấu la, hắn sẽ là được gia nhập Hải Thần Các. Do vậy, những vinh quang mà học viện sắp đặt cho mình, Mặc Hiên lại là có suy nghĩ riêng. Hắn là một thanh liên có nhiệt huyết và bốc đồng. Thân là hồn sư lại là học tập ở học viện Sử Lai Khắc, hắn sao lại là không có khao khát chiến đấu? Mỗi khi đi cùng với đồng đội ra ngoài ngao du, hắn luôn là trung tâm của sự bảo vệ.
thậm chí có thể nói là chẳng có việc gì khác để làm, chẳng khác nào một thằng công tử bột. Nhìn thấy đồng đội xông vào uy dũng, hắn chẳng làm được gì cả, chỉ tăng phúc một cách hạn chế cho các đồng đội với quang hoàn yếu kém của mình mà thôi. Không biết bao nhiêu lần, Mạc Hiên ảo tưởng rằng bản thân sẽ là có thể như là bạn bè nhảy vào giữa trận địch, tung hoành ngang dọc. Nhưng hắn có thể hay sao? Câu trả lời là không. So với hồn sư đồng cấp, ngay cả tố chất cơ thể cũng chỉ có thể nói là yếu nhất. Hồn kia chiến đấu thì là không có, muốn trùng kích vào trận địa của địch thủ chỉ có thể nói là lục mạng mà thôi. Đó là lỗi lòng cái cánh của Mạc Hiên. Thế nhưng không lâu trước khi mà đi vào tình đấu đại xâm lâm, hắn đã làm thấy được ánh sáng tạo thành thay đổi rực rỡ cho bản thân. Pháo đài di động làm hắn cực kỳ là rung động. Khi mà hắn được Vũ Hạo chỉ dẫn, tay điều khiển bằng một tia hồn lọc xạ tuyến, chặt gãy là một nhánh cây to, hắn thương phấn đến suýt nữa là hét to lên. Lần đầu tiên hồn lực của hắn có thể công kích. Hồn đạo khí, đúng vậy, hắn có thể sử dụng hồn đạo khí, căn bản thứ này chẳng có gì xung đột với hồn kỹ quang hoàn của hắn cả. Hai ngày nay trở về, tim hắn như là bị ai đó cắn xé, cả đêm qua là không ngủ, sáng sớm mới là tờ mở đã là quần áo chỉnh tề, lò dò ra khỏi học viện, đến tìm Vũ Hạo. Bảy sư huynh đệ Vũ Hạo cũng là thuộc về đường môn, Mạc Hiên biết rằng địa điểm hắn cũng là đến hỏi Thái viện trưởng, nhưng mà không nói mục đích của mình là gì. Hắn cũng là không biết học viện sẽ là phản ứng ra sao khi mà biết hắn muốn học tập hồn đạo khí, lỡ như là không cho phép thì sao đấy. Mạc Hiên rất là cảm kích việc học viện bồi dưỡng hắn, nhưng mà hùng tâm tráng khí muốn hắn trở thành chiến sĩ xa trường. Một giấc mộng oanh liệt, giấc mộng đó đã là phá vỡ tất cả những nghi ngờ của lý trí. Hắn muốn đến hỏi Vũ Hạo, muốn bản thân trở thành một hồn đạo sư. Mạc Hiên đang suy nghĩ lên là mở lời như thế nào, thì Vũ Hạo cũng là đi ra, mắt tâm quầng đỏ lên vì là thiếu ngủ. Mạc Hiên học trưởng, là huynh, mời vào. Vũ Hạo cũng là nhìn thấy Mạc Hiên cũng là nghi hoặc. Nếu như là lúc bình thường tỉnh táo có thể là lò mò đoán ra nguyên nhân, nhưng mà lúc này đã là quá mệt rồi, cả đêm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy là giọng có là khàn đi. Mạc Hiên ái ngại lên tiếng rồi nói, Vũ Hạo, mạo muội đến đây, quấy rầy người rồi, nếu trong đường môn không tiện chúng ta ra ngoài cũng được. Vũ Hạo lắm tay hắn kéo vào cười rồi nói, gì mà không tiến, đường môn cũng như là trong học viện vậy, Mạc Hiên học trưởng không cần đa lễ vậy, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Hắn vừa đi vừa ngáp dài, Mạc Hiên hơi là ngạc nhiên rồi hỏi, tối qua ngươi là không ngủ ngon hả? Vũ Hạo cười khổ rồi nói, ta không ngủ, cả đêm bàn luận hồn đạo khí với một lão sư đến tận giờ. Mạc Hiên học trưởng hình như là dường như là người cũng là không ngủ ngon. Mạc Hiên cười miễn cưỡng rồi nói, trong đầu của ta lúc này cũng chỉ là có hồn đạo khí, người vẽ cho ta một viễn cảnh thật là lớn, đối với ta thật là tuyệt vời. Vũ Hạo cũng là hơi là lơ mơ buồn ngủ, nhưng nghe hắn nói cũng là hiểu ngay. Mạc Hiên học trưởng, ngươi là muốn học sử dụng hồn đạo khí đúng không? Cái này không thành vấn đề gì, ta đề nghị với học viện rồi. Hơn nữa là Huyền lão, Ngôn viện trưởng, Tiên viện trưởng cũng là đã cho phép. Sắp tới học viện sẽ là bắt đầu thí nghiệm dạy học viện sử dụng ra hồn đạo khí. Thậm chí là học viên nội viện bắt buộc là phải học tổng quan chế tạo ra hồn đạo khí để tìm hồn đạo thích hợp với mình. Mặc khiến hai mắt là sáng rỡ, cái tin tức này quả là kho báu trời cho. Phú Hạo dẫn hắn vào trong phòng khách cũng là còn khá sớm. Những người khác đã là thức dậy cũng chỉ là mới vệ sinh ăn sáng, nên là tiền viện cũng là khá là yên tĩnh. Phú Hạo mới là mời Mạc Hiên ngồi, rót nước cho hắn rồi nói, Mạc Hiên học trưởng, ngươi vẫn là có vấn đề gì cứ vào việc hỏi ta, chỉ cần ta biết có thể giải đáp. Mặc dù mệt mỏi, ngắn cũng là có cảm tình với vị học trưởng yêu thích hồn đạo khí này, dĩ nhiên sẽ là giúp thôi. Mạc Hiên không chút do dự rồi nói, Phú Hạo, đừng gọi ta là học trưởng này học trưởng nó, trước mặt ngươi học trưởng vô năng như ta thật là xấu hổ, cứ xem ta là bằng hữu, gọi tên là được rồi. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, vậy cũng được, Mạc Hiên, ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi. Mạc Hiên liền nói, Vũ Hạo, có thể cho ta biết, nếu như bây giờ ta bắt đầu học hồn đạo khí, tiềm năng tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Ngươi có biết rằng, võ hồn của ta tương đối là đặc biệt, hồn kỹ thiết triển dù là phạm vi lớn nhưng cần rất ít khống chế. Trong học viện, học được nhiều kiến thức, biết rõ hạn chế của mình. Đối với ta, những kiến thức kia chỉ xem như là gia tăng học thức. Ta muốn trở thành một hồn đạo sư, ta muốn sống như là mọi người, đối mặt với kẻ địch có thể xông phá chiến đấu, không phải lúc nào cũng là lúc sau lưng đồng đội. Lời nói của hắn cũng là có vẻ rất là kích động. Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Mạc Hiên học trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mạc Hiên liền nói, 25 tuổi. Vũ Hạo nói tiếp, nếu như học tầm chế tạo ra hồn đạo khí thì là tuổi hơi xa. Chế tạo hồn đạo khí cần kiến thức mọi mặt sâu rộng phức tạp, muốn chưa sâu cần phải là có trụ cột vững vàng, khó lắm. Nghe nói như thế, Mạc Hiên rất là thở lo lắng rồi nói, nhưng không phải lúc đầu người nói. Vũ Hạo giơ tay cắt đứt lời của hắn, người đừng có vội, nghe ta nói hết đã. Nếu như là học tập chế tạo hồn đạo khí, với tuổi của người bắt đầu là trễ, nhưng nếu chỉ là sử dụng hồn đạo khí thì là không muộn chút nào. Đối với hồn sư mà nói, sử dụng và chế tạo ra là hai việc rất là khác nhau.
Ban đầu ta đề nghị chính là người sử dụng ra hồn đạo khí tự vệ gia tăng chiến lực. Mặc Hiên hỏi ngay, vậy nếu như chỉ là sử dụng, ta có thể đạt tới trình độ nào? Vũ Hạo liền nói, nếu chỉ sử dụng vì là tình trạng thực tế của người, ta khuyên là nên dùng những hồn đạo khí đặc biệt dùng cùng loại với pháo đài di động. Hồn đạo khí loại này phòng ngự toàn diện, vì thế hình lớn lên là chiến lực cũng là cao, kết hợp với bình dưỡng số lượng lớn có thể tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường, tăng năng lực chiến đấu. Bình dưỡng kín của Hiên Tử Vân đã là hoàn thành, hồn lưng khí đã là bước vào sang kỷ nguyên mới. Tất cả những thứ có thể tích khổng lồ, các loại hồn đạo khí yêu cầu hồn lực dồi dào. Mặc dù năng lực rất là hao phí thời gian, nhưng mà khi lạp đầy sẽ là không còn lo hồn lực trong bình sữa biến mất. Thời gian sử dụng lại là dài, thậm chí là không cần tiêu hao hồn lực bản thân của hồn sư. Kỹ thuật bình dưỡng kín xuất hiện ra, cộng thêm kỹ thuật cơ quan của đường môn, thậm chí là tương lai, người thường sử dụng hồn đạo khí cấp cao cũng là không còn là mơ ước nữa rồi. Mặc Hiên gật đầu rồi nói, nói một cách khác, nếu như mà ta sử dụng ra pháo đài di động, các loại hồn đạo khí trên người uy lực là càng lớn, chiến lực của ta sẽ là càng mạnh. Nếu muốn học tập sử dụng nó, cần thời gian là bao lâu? Vũ Hạo liền trả lời, lắm căn bản chỉ là cần 1 tháng, để điều khiển thành thạo ít ra là cũng 3 tháng. Điều khiển hồn đạo khí quan trọng là quen tay mà thôi, bản thân người cũng là có tu vi hồn đế rồi. Thời gian có thể luyện tập mỗi ngày là không ít. Mạc Hiền hưng phấn vỗ tay rồi nói, được rồi, ta sẽ học điều khiển pháo đài di động. Vậy mà khi trở về, ta liền tìm lão sư nào để học đấy. Vũ Hạo bị hắn hỏi khó, bất đắc dĩ rồi nói, hiện tại trong học viện người chưa được học, dạy sử dụng hồn đạo khí ít nhất là học viện sẽ là đào tạo từ căn bản, để về sau các học viên cũng là có thể nắm vững nhiều loại hồn đạo khí. Pháo đài di động là sản phẩm mà là ta nghiên cứu được sau khi là cải tiến hồn đạo khí toàn địa hình trong chương trình trao đổi học tập với học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bên kia chúng ta cũng là chẳng chỉ là có một cái mà thôi. Mạc Hiên ngẩn ngơ rồi nói, chỉ có một, tôi ngươi có thể bán cho ta hay không? Ta biết là khó, nhưng ta sẽ là nghĩ cách kiếm tiền. Vũ Hạo liền nói, thật xin lỗi Mạc Hiên, không phải là ta không chịu bán cho ngươi, nhưng mà thật ra vì là kỹ thuật này hiện tại là còn làm trong nhóm cơ mật, không thể cho địch có thể dò ra được. Chúng ta phải giữ bí mật, hơn nữa thì kỹ thuật này còn chưa hoàn chỉnh, chúng ta cần phải nghiên cứu cải tiến hơn nữa. Đối với chúng ta nói chính là hình mẫu, lấy bán cho người chúng ta cũng là không có cái khác, hay là người đợi khi mà đường môn bắt đầu sản xuất số lượng lớn thì là sẽ đặt cho người một cái. Mạc Hiên thất vọng tràn trề sẽ nói, phải đợi bao lâu lấy, ta còn phải học sử dụng nữa. Vấn đề này Vũ Hạo cũng là bó phép, việc này phải là bàn với Hiên Tử Vân mới biết rồi. Pháo đài di động sử dụng rất nhiều loại vật liệu, chính nó cũng là có vài phần để cần điều chỉnh. Hơn nữa thì muốn sản xuất số lượng lớn thì uy lực của pháo đài di động phải là giảm đi, sử dụng cái vật liệu rẻ thay thế, rồi là còn phải là thí nghiệm ra liên tục để là hoàn thành. Đủ thứ vấn đề hắn còn chưa suy nghĩ tới thì là làm sao trả lời cho được. Vũ Hạo tỏ ra khó nói, Mạc Hiên cao máy, hắn giống như là một người sắp chết đuối giữa biển khơi với được một cái phao cứu sinh, thế nhưng mà cái phao đó lại là bị xì xuống. Vũ Hạo liền hỏi thứ, thật ra thì người cứ học sử dụng hồn đạo khí cấp thấp trước để vững căn bản.